Trước khi vào video này thì các bạn lưu ý rằng video này chỉ mang tính chất vui vẻ giải trí trong những giờ học tập và làm việc căng thẳng mà thôi, không có suy cho bất kỳ hành động xấu nào hết. Và đặc biệt hơn hết, đây chỉ là game, các bạn không được bắt chước theo nha. Còn bây giờ thì let's go Minecraft. Nhưng ngày hôm nay Zero và Ruby sẽ cùng nhau thử thách bắt cua thế một mạng ăn một sợi mì cay. Oh my god, Zero là một người ăn cay cũng không tốt, và Ruby là một người cũng ăn cay cực kỳ tệ. Và các bạn đón đi xem ngày hôm nay Zero và Ruby sẽ ăn mì cay như thế nào và té bao nhiêu lần nha. Khi vào video này các bạn đừng quên để lại một like và xem một số like cũng như một comment trên kênh YouTube của Zero Official. Đồng thời mình sẽ báo kế bên đăng ký để nhận thông báo mỗi khi ra video mới nhé các bạn ơi. Và các bạn cũng đừng quên kênh của Nip Ruby nữa nha. Và nếu bạn nào ủng hộ Zero thì các bạn đăng ký cho kênh Zero PNG là quay về vlog Mango, hoặc là Zero là quay về Free Fire, Zero Gaming là livestream, và Zero Stream là dùng để livestream nhưng không phải livestream mà để up lại những video livestream đã được edit và chỉnh sửa và up lên trên thành một kênh video để cho các bạn xem lại những cái livestream mà mình đã livestream nha. Và nếu như bạn nào muốn biết thêm nhiều thông tin hơn về Zero thì các bạn hãy theo dõi các trang mạng xã hội của Zero gồm có Facebook, Instagram, TikTok và đặc biệt hết là tham gia vào những bộ tổng sói được để biết thêm nhiều thông tin và cập nhật mới nhất từ Ro nha. Và các bạn cũng đừng quên follow cho kênh TikTok Super Hero TikTok, đó là kênh TikTok của toàn bộ Hero Media bọn mình, và bọn mình sẽ xuất hiện cùng nhau ở trên kênh TikTok đó rất là nhiều nha các bạn ơi. Bây giờ thì có video nào, let's go. Ok nè mày. Hey yo, hello và xin chào tất cả mọi người, những người đã quay về, người sắp quen và chào mừng em đã quay trở lại với channel của Zero, với chúng là tôi sau đây. Ok các bạn ạ, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thử thách với một con bắp cua mới trong Minecraft, đó chính là bắp cua Cubi anh em ơi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một thử thách vô. Đó chính là tiếp tục bắt cua té một mạng là sẽ chịu hình phạt. Và hình phạt ngày hôm nay đó chính là tất nhiên là không phải là cạp cái tô đâu anh em, mà là ăn mì cay. Oh my god. Và cái mì này là mì khô cay anh em ạ. Mì khô cay đó là những cái mì mà nó sẽ cực cay, siêu cay. Đó là thay vì tụi thích ăn ớt thì tụi tôi sẽ ăn mì cay các bạn ạ. Oh my god. Quỳnh ơi, em có thể nào em dừng cái việc mà em ăn trà bông được không ạ? Em ăn là tại vì quá đói chờ nãy giờ. Ok các bạn ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thử thách nha. Ủa giờ mình ăn mì sống hả? Hết chưa nấu mà. Em phải nấu nha. Từ từ. Ok bây giờ mình sẽ đâu nấu mì trước các bạn ơi, chứ bây giờ mà ăn cái mì sống mà là thôi tới công chuyện á anh em. Ok let's go. Ok các bạn ạ, tụi tôi đã phải mua mấy cái đống này ở ngoài sơ cầu cây á anh em, tốn đâu đó hình như sương sương là bao nhiêu tiền á nhỉ. Cái gói mì cây là hình như là để coi giá anh em, mua xong quên giá luôn. Đó, mình không có tốn tiền mình biết đâu trả. Đúng rồi, đi mua nguyên một đống đồ xong tôi trả hết luôn anh em thề. Nhưng mà thật sự là đúng là tôi với Quỳnh không nên đi mua đồ chung với nhau, tại vì đi mua đồ chung nhau hai đứa không bao giờ nhìn giá mà mua mấy cái món đồ em kiểu như mình phí. Em có nhìn giá lên hả? Nhưng mà cái giá của Quỳnh nó khác với người bình thường này đúng không? Ở ngay tôi cũng vậy thôi. Ví dụ như mà có mấy cái mà kiểu tại vì ít đi chợ ở ngoài nên là có mấy cái mà nó đắt phải nồi, tụi tôi vẫn cứ tưởng là rẻ. Anh em đi chợ xuống hả? Hả? Ủa thế hả? Em đi chợ sập bè. Ok, sập bè là cũng là một trong những cách đi chợ đó các bạn. Ok, và bây giờ là mình sẽ có một cái tô như thế này. Đó. Là mình sẽ có một cái ấy như thế này. Đó, một cái nắp ha. Rồi, và bây giờ thì cái mì của chúng ta đó chính là mì cây khô. Ê, nói về em có nấu mì cây khô lần nào chứ? Về cái việc mà nấu mì á, mình là trùm ở Hero Media này. Mì ăn được hay không thì mình không biết. Thấy cái mì sao nhìn thấy chưa ăn, thấy nó cay cay rồi đó các bạn. Bỏ vô. Đây nè, anh nhanh lé nè, đây mì đây. Ok, mì. Ê, anh có biết là cái mì nó bự cái tô. Ê, sao cái mì nó bự cái tô vậy? Anh, cái này là mua mì mà không nhìn được cái tô là nó có to hay không. Từ từ, em cầm tô đi, anh bẻ mì đi, Hay là giờ anh có muốn là mình chia cái hộp mì ra không? Trời đất ơi, anh lấy cái tô nó nhỏ chút bé mà cái mì nó bự hơn cái tô. À, đúng rồi, cũng sẵn anh em mà, tại vì trước sau rồi mình cũng sẽ ăn mà, nên là cũng sẵn là bọn mình sẽ chia ra hai tô luôn. Đây. Nhưng mà khéo tôi nghi Quỳnh nó cố tình té để nó ăn quá, tụi nó đang đói. Ừ, mình cũng đói mà. Hiện tại anh em, nếu anh em không biết là bọn mình đang quay video vào lúc 3 giờ đêm á anh em. Rất đói luôn, nhưng mà không sao, bọn mình sẽ vì các bạn đó mình ấy nha. Ê, nếu mà mình chia ra rồi giá vị là mình chia được. Giá vị mình chia được, mình chia nửa gói thôi, ví dụ. Nhưng mà em không ăn cay, em ăn cay là không phải ăn cay. Em ăn ít thôi.
thôi. Phải ăn cay chứ. Nhưng mà tại vì em không ăn cay được. Em không ăn cay được nhưng mà em phải cố gắng được ăn cay. Trời ơi, đây là cái video mình ăn rồi, mình ăn mì cay cho khán giả coi, mình sao em không ăn cay. À, mình sẽ đổ gói gia vị cho Quỳnh với mình như là ít ra gói gia vị của mình đổ cho Quỳnh ít lắm luôn á anh em. Tôi một đống đây nè. Quỳnh ít sạch rồi. Đây, đây mới là bịch cay. Ăn nhiều gói gia vị đi. Hả? Ê, nếu mà giờ mình ăn cái này là mình không được phải không? Đúng rồi. Thì sao mình không làm nó thành mì nước mình ăn cay? Mình làm mì nước xong rồi mình đổ nước ra để biến thành mì khô xong rồi mình ăn vô thì nó mới cay được. Chứ bây giờ mà mình ăn mì nước thì là xong nó cay được, nó hết bị cay rồi. Nhưng mà anh ăn mì nước ấy, thì nó sẽ cay hay bà nội ăn luôn. Không, mì khô mới cay. Vậy hả? Ủa em không biết hả? Tôi thì đấy, tôi nửa bịch nha anh em. Đây, nửa bịch nha đây, nửa bịch. Hơn, chưa nửa bịch còn kìa. Hơn nửa bịch rồi. Chưa nửa bịch, ờ đúng rồi. Rồi. Ok, nói chung là mình sẽ vì Quỳnh đó, mình sẽ ăn hơn nửa bịch rồi, ok. Nếu mình không ăn cay được, mình là con người ăn cay rất là tệ. Rồi thôi, cho Quỳnh một miếng thôi. Mình sẽ ăn hết. Em, anh là người ăn cay rất là giỏi, mình là một người ăn cay rất tệ. Thật ra là tôi cũng ăn cay rất là tệ đó bạn. Anh ơi, em chỉ cần đụng vô miếng ớt, một miếng tí xíu hay là muối ớt thôi. Cái gì là em đang muốn nhập viện rồi. Em ơi, anh chỉ cần nhìn cái ớt thôi là nhập viện rồi. Em đâu mà anh được. Hết gia vị phải không? Hết gia vị rồi. Chưa, anh cầm cái này của em. Gia vị của em là thôi. Ok, và bây giờ mình sẽ có một cái chai nước như thế này. Đó, rồi bây giờ mình sẽ mở chai nước này ra. Rồi, bắt mình sẽ đổ. Ê, từ từ, anh chưa nấu nước mà. Hình như là, hình như có gì đó sai sai các bạn ơi, từ từ. Em đã bảo là anh đừng ăn mì xong. Không sao cả, chúng ta có luôn. Một căn phòng đầy đủ tiện nghi nha anh em. Thật ra là Rô mới mua á. Hồi đầu mới mua, cái này mua lâu rồi, từ bên phòng cũ rồi, từ bên nhà ba tắt tinh lửa rồi. Anh em nào muốn mua hàng ở Shopee thì anh em phải qua bên 385 tên lửa phường Bình Trị Đông Bê, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để anh em mua nha các bạn ơi. Không quảng cáo nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ đổ nước vô đây ha. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ đậy cái mình... Gì vậy? Em biết em sẽ uống rất là nhiều. Thật ra chai nước thì mình xuống phòng của Bình em. Nữa. Tôi xin lại. Ôi, em sẽ cùng nhau chờ nè. A few moments later. Tomorrow. Anh ơi, anh có thấy là mình có gì đó nó sai sai đây không? Có, anh có thấy cái gì nó sai sai á. Mất sai đây luôn. À, ban đầu là mình tưởng đâu là trong cái bịch mì nó có đũa nè mà, nhưng mà không nha, bây giờ là ăn bóp rồi. Nghe cái tiếng gì phía sau hay không? Tiếng nấu nước, nhưng tôi đã có cách rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống phòng của mọi người dưới để chúng ta xin đũa nè mà, let's go. Mình sẽ ngồi chờ tới khi nào Ro lấy được cái đũa lên. 3 giờ rồi. Anh đi. Đi với anh. Đây. Nói nghe đi anh. Ok các bạn ơi, hiện tại đang là đêm lắm rồi. Bây giờ là bọn mình đang đi ở trong công ty. 4 giờ sáng rồi anh, dẫn hồ sinh ai nữa anh. Không, công ty mình toàn mấy dân thức đêm không à. À, anh em nhìn thấy cái mũ dịch không? Trời, cái mũ này hồi đầu tôi mua để tôi lên đảo á, má sao mà bị thu á. Ê, sao có khui vậy ta? Tại vì đi tính ta, khui người ta đi ngủ mà lên đảo thôi, sao? Trời ơi, tôi khui không có gì hết trơn á. Bùa đây! Ủa, Bùa đang ngủ hả? Có đâu. Anh đang làm cái gì ạ? Sao vậy, vậy vậy? Đang muốn bận đũa. Bận đũa hả? Đúng rồi, có đũa không? À, không có hả? Hả? Không nha. Ờ, ông quay vô ông suy nghĩ hồi cái ngoài ông kêu không nha. Thế làm thà mình đừng suy nghĩ. Không, tại vì nhớ là có một đôi đũa nhưng mà như là... Anh ơi, em vừa thấy một cái gì đó trong đây. Cái gì? Những gói mì. Mì gì? Nè. Thôi chạy đó đi, bây giờ mình đi mình xin đũa. Mày tập trung. Thì mì chắc chắn sẽ có đũa trong đó. Nhưng mà em thấy mì đó mày ăn chưa? Chưa ăn. Ừ. Trời ơi, nó định chu luôn mấy đôi đũa nó chưa ăn mì nữa mấy ba. Rồi. Ok, từ từ. Rồi tiếp theo. Trời tối hôi luôn, rồi mình phải bật đèn được không ạ? Cho miếng đúng rồi, cho miếng lay tinh ánh sáng kìa. Chào Mai, đang ngủ hả? Chào đó. Ủa, không ngủ hả? Sao gì vậy? Sao gì vậy? Mới gọi Discord xong. Ờ, có đũa không? Hả? Có đũa không? Là sao? Có đũa ăn cơm không? Không. Không có hả? Tất nhiên là Mai sẽ không bao giờ có đũa rồi. Đúng là con người không tâm phòng ăn uống cái này mà. Con người đã mở cửa ấm biển. Đã nói em rồi. Ủa, là Mai 3 giờ sáng đi hỏi có đũa không là sao luôn. Để ăn cơm. Đũa à, mình ăn hết rồi đi ra mặt này. Cô nàng ăn uống có đũa không? Chị Mô Ga có đũa không? Chị Mô Ga có đũa không? Có đũa. Ui, bao nhiêu cây? 20 ngàn. Hả? 20 ngàn thôi, không có cho. Cho hả? Bạn. Trời. Tống tiền á. Bữa tôi cho 2 trái bưởi rồi. Thật ra là 2 trái bưởi đó 50 lận á anh em. Còn mua ra là cái phòng tôi chỉ thấy tổ
Dưới hồng. Còn là các bạn biết không, đây nè, anh quay anh nè, em sẽ giới thiệu cho các bạn xem phòng Mora toàn là kiểu là xong rồi toàn là kiểu đồ hay là kiểu đó gian sơn dễ đổi bản tính thôi. Giờ lấy chai bưởi là không lấy hai đôi đũa. Không lấy hai đôi đũa đâu, hai đôi đũa đói lắm rồi. Hai đôi đũa cực kỳ mới. Chúng ta đã có đũa rồi, chúng ta đi lên chúng ta ăn rồi đi. Đũa, ôi trời. Ý, ăn gì vậy, nói gì vậy anh? Ăn hai mình đi xin đũa. Đúng rồi, ăn hai mình. Let's go. Oh yeah, tụi tôi đã đi xin đũa về rồi đây. Bây giờ mình sẽ đổ nước vô đây anh em. Nghe có vẻ yummy. Nè, nghe cái mùi đó nha. Hay quá anh. Tôi tưởng đủ nước rồi. Rồi chế cho mình đúng một miếng nước luôn. À không, mình biết gì không? Ra như đây nước cũng đủ luôn. Thế đợi lại. Em nghĩ là đủ đó. Chắc là đủ không? Đủ. Chắc chưa? Chắc. Bây giờ anh Trang, anh sang sẻ miếng nước của anh qua cho em miếng đi. Ừ đúng rồi. Anh rất là nhiều nước luôn rồi, thấy không? Trời đất ơi. Chế, em đừng bỏ mình ra. Đó, anh sang sẻ miếng này có được không? Rồi, đợi lại. Đó, ok, bây giờ mình sẽ đợi mì lên nha anh em. Trời ơi, công đoạn nấu mì không cũng hơi lâu rồi nha anh em. Đây, mì đây. Thôi, bây giờ mình sẽ chờ nó chín rồi bọn mình sẽ ăn. À không, bắt cua. Chưa kịp bắt cua xong ăn hết rồi. Nữa. Ok, đũa của đu. Yeah. Đũa của mình đây. Đũa này là đũa cho mấy tô bún. Đũa này là đũa ăn mì. Còn đũa này là đũa muốn thịt nướng à. Ờ, nhìn ta biết luôn à. Ok. Chín đi. Đùa nó hóng lắm rồi anh em. Cua hóng lắm rồi. Không, phải hóng rồi. Tôi cũng đói anh em. Nhưng mà ăn cũng cay lắm anh. Đúng rồi, ăn vô rất là cay. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại game và lại xin cô. Oh my god, anh em nhìn tô mì nè. Trời ơi, nó cay, nhìn nó trong cay không anh em. Mì của Ru đâu? Oh my god, từ từ phải trộn lên anh em mà. Mình phải trộn lên cho Ru. Chứ không là một xíu nữa Ru sẽ ăn kiểu nó bị cay. Nó bị tụ lên một chỗ rất là cay luôn á. Bây giờ là trong video này là sẽ không tính chết nha các bạn. Trong video này sẽ là tính té nha. Bởi vì cái máy này nó rất là thấp. Ok, Ru nha. Ok. Ok, bây giờ mình cái này sẽ... không tính hả? Không, cái đoạn đầu là không tính. Cả cái đoạn đầu là cái đoạn đi vô cái đó, cua nè. À, ok. Đó, cái đoạn này là không tính chết nha anh em mà tính té nha. Ok. Đó, té bắt cua hụt. Ê, là chơi cái này nhìn nó khó vậy. Khó đâu khó, tính ra máy này dễ mà. Ừ, tính ra máy này dễ lắm luôn á anh em. Cái máy này kiểu chơi nó không có bị áp lực giống mấy cái máy kia anh em hiểu không? Đó. Cái này chỉ là phải tìm. Ê! Ăn đi anh. Thật ra thì cái này nó cũng ngon đó anh em. Bây giờ là tới lượt em. Anh không còn thế nào. Okay. Mình nghĩ lại em ngửi cái mùi là em không em đói luôn á. Rồi ăn nha. Nó chưa thấm các bạn ạ. À. Không, nó chưa thấm. Nè anh nó chưa thấm. Thật sự thì cái mì này nó không có ngọt ngào hảo đây, nhưng mà nó cay. Nó cay cuốn họng á luôn. Anh ơi, em vừa hết một cái là em ho rất là nhiều luôn anh. Nào, tới người em của chúng ta. Ok, bây giờ tới đưa bắt cô nha anh em. Bắt cô đi cô. Đi vào đó đó mời, đi xéo bên đó. Đúng rồi, rồi. Ê, em không quen cái bàn phím mà anh. Nè 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 nè, ăn nè ăn nè. Để em tự ăn. Ăn đi. Em tự gấp. Rồi ăn đi. Gấp cho các bạn đây. Em xin một miếng nhỏ. Mình xin một cái miếng nhỏ. Tại nó cay các bạn. Sao có một miếng nhỏ hay ăn mang to. Tôi biết là tôi không có cay mà Quỳnh nó sẽ rất là cay anh em ạ. Nước cốc nước. Trời ơi. Nó rất cay nha. Ok này, mà là anh em thấy được là cái độ lầy lội trong cái video này nó như nào rồi đó anh em. Rồi em té thẳng đi làm gì đó, giờ mới cua lại nè. Không phải. Tại vì không chơi được, tại vì cứ là không biết chơi cái đoạn đó. Đó rồi đó. Đó, thấy chưa, đó lên được. Cay lắm luôn á. Cay không? Thề luôn, cái này các bạn, với các bạn ơi, cái này là mình về cái vấn đề mà nếu mà các bạn nào chưa biết là mình là con người ăn cay tệ nhất. Phải nói là rất tệ luôn. Nên là không phải là mình diễn hay sao nhưng nó cay thiệt. Và xin nữa các bạn sẽ thấy cái mặt mình đã quét không? Thật ra là ru ăn cay tệ thiệt cho anh em, tôi công nhận điều đó nha. Tại vì mỗi lần đi chơi với Ru là Ru bao giờ Ru cũng kiểu chị ơi đừng đẩy ớt chị. Đó nên là lúc đầu mình đi ăn với tất cả mọi người trong Hero mình là kiểu có món ăn hỏi chị em mình bảo là đừng đẩy ớt cho giúp em một phần nha, cho em một dĩa muối không ớt. Đâu quá hiểu mình luôn đó, thấy không? Yeah. Nên là không ăn cay được. Bây giờ mà cho Ru ăn cay là một cực hình với Ru, nhưng mà đối với tôi thì lại xíu nữa mới cực hình anh em ạ. À.
Anh ơi, anh mà không uống nước là cái lỗi rồi đó. Em uống nước vô thì nó vẫn còn đỡ đỡ miếng, dù em ăn chỉ một miếng thôi. Không, anh muốn là challenge luôn em hiểu không? Challenge, super challenge luôn em hiểu không? Tức là cay nhưng không uống nước em hiểu không? Đấy. Này em biết giờ không, thật ra cay uống nước vô nó sẽ cay hơn. Tại vì nó đỡ rát cái cổ họng thôi anh. Thì em biết là nó cay nhưng mà nó cũng cay hơn rồi. Nó đỡ rát cái cổ họng. Bây giờ không uống là em cái mặt em nó sẽ nhăn như con khỉ. Nguyên cái buổi video của anh luôn á hề. Tôi quên mất anh em à, tôi quên mất là tôi chuẩn bị sữa cho mình. Ok. Ăn đi anh. Anh là ăn rất là nhiều mì đúng không anh? Ăn đi. Rồi. Nó chưa thấm lắm. Em đã bảo rồi, anh nên là. Nhưng mà anh em biết giờ mà ra làm ăn nó sẽ không cay cái đầu lưỡi mà nuốt xuống nó sẽ cay cái cuống họng. Có được không ơi? Này. À, đúng rồi. Đây đây. Đây con bạn sẽ ngồi em bắt cua. Ê, từ khi con bạn nó vừa qua cái em thấy gương mặt của con bạn, có thấy gương mặt của bạn không? Đang khinh bỉ Ruby á. Con vàng này nó không bằng con mèo của em. Ăn đi nào. Con vàng này nó được mười mấy năm rồi ba. Trời ơi, thơm. Mình chỉ dám ăn một miếng vô đây thôi các bạn. Ăn đi. À, tôi biết là Ru là người không ăn cay, để tôi mới thực hiện cái thử thách này đó anh em. Nước à. Ok, rồi. Ok, rồi. Giờ tôi tới mình anh em nè. Ồ, tính ra mấy người không ăn cay được cũng khổ. Mày ăn đi anh. Thật ra là em không biết ăn. Chị biết ăn. Thật, em cũng biết là anh ăn xong là em vô nhảy là em phải ăn luôn. Rồi, ok rồi, ăn đi anh. Cái gì ăn, phần của anh đi. Thế nó cay cuống họng anh em ạ. Các bạn xin lỗi, các bạn thấy cái mặt mình nó rất là đỏ. Thật ra đâu cần xíu nữa đâu. Bây giờ nó đỏ rồi nè. Nghe không, nó chưa đỏ, chưa đau. Tại vì nó vẫn chưa thấm anh hiểu không? Cái gì vậy? Tôi đánh nhảy. Ê, một cậu nữa không? Đây, không sao. Em sẽ lựa cái cọc nào nó cay cay miếng. Thật ra. Cái gì vậy? Mở nước trước cho em. Ok. Đây là mình sẽ ăn cái cọng này luôn nha. Ê, thấy cái cọng này cái cọng cay nhất luôn á mình. Không, tại nó có trà bông mà để em để trà bông để đỡ cay. À, ok. Các bạn thấy không? Thấy cái cọng đỏ nhất luôn mình ăn. Cay không? Chưa thấm. Chưa thấm. Này nước. Ê, trời nó mới thấm nè. Ê, em tưởng là có trà bông vô nó sẽ không thấm. Vẫn cay. Rồi, bây giờ là nhạc. Anh ơi, anh là cái gì mà anh này? Vậy là nãy giờ là cái sự cay của Ro đã khiến cho Ro không thể nào mà vượt qua được, vượt lên chính mình. Không các bạn, thật ra là tôi biết là Quỳnh nó không ăn cay được, là tôi cố tình tôi chết để Quỳnh nó ăn. Lý do quá. Bây giờ mình không dám ăn nhiều nữa, mình chỉ ăn vô đây. Lý do quá thì nãy giờ cũng ăn vậy mà. Không, nãy ăn nhiều hơn. Lý do sao, câu chuyện là tiếp tục coi em ăn. Để chù cho Ro té đi vàng. Từ từ. Ê, sao? Em sẽ thử lại nha. Em không tin, tại vì cái này em không biết là nó chạy sao ấy. Quá được. Thôi nói chung là em ăn đi rồi anh nhảy với em coi. Anh cũng có nhảy, anh cũng có nhảy được đâu. Nhảy được, tại vì nãy giờ là bị lỗi kỹ thuật thôi. Mà. Thôi uống luôn. Như em uống nước dưới càng ngày càng cay hơn. Ừ đúng rồi. Cay quá. Ừ uống nước. Khi mà ăn cay uống nước nó sẽ cay hơn, mà tại sao Quỳnh nó lại uống nước vậy? Tôi đang thắc mắc á anh em, hồi nãy giờ tôi thắc mắc á. Mà tôi không dám nói, là tôi nói tôi sợ anh hết cay. Em ghiên quá à. Anh nói vậy anh là anh nói vậy chi? Rồi, nhảy tí đi, nói gì đâu. Thấy chưa, nhảy là phải nhảy như vậy. Đó, thấy chưa, nhảy là phải nhảy như vậy. Anh đừng có cầm. Anh làm gì vậy? Tại vì em cay. Đi bên đây đúng không? Ồ, ok. Vậy? Cái con vàng nó giống cái lùi vẻ. Em có biết là con vàng nó đã tồn tại cho cái cõi đời này bao nhiêu năm rồi không? Cái tuổi đời của nó là tính tới bây giờ là nó nhiều khi nó còn lớn tuổi hơn cả Ru á anh em. Ok. Anh đúng rồi, nãy giờ. Thật ra anh em biết gì không? Tụi tôi vừa mới quay video thử thách bắt cua uống nước tương với Ru xong giờ lên đây cái ăn mì á. Hề luôn. Cái nó vẫn còn cái mùi nước tương á má. Là... Anh biết gì không? Bây giờ đang là 4 giờ sáng và em rất là buồn ngủ. Và em ăn vô hết buồn ngủ luôn anh. Thật ra thì anh cũng buồn ngủ giống em á. Nhưng mà như anh ăn vô anh hết buồn ngủ luôn rồi. Từ từ thôi. Cho một cái đi, cho một cái thôi. Ok. Từ từ, sao cái cục thời gian hồi nãy còn nhảy được. Trời, em đi đảo về. Em xong rồi em lên ra chế thị. Ăn đi em.
là chó cãi được đâu, ăn đi nào. Em đang rất là cay, muốn chặt nước mắt tới đây rồi đó, nhưng mà thôi em không chơi, tại vì giờ uống nước ăn. Ừ, ăn đi. Ai da, ngon thế à. Ok, ngon thế à, trong mình ăn ngon má anh em à. Nên tôi cũng phải té vài lần nữa để tôi ăn thôi. Em biết chắc chắn là hôm nay là anh sẽ hành hạ em à. Hành hạ em rồi nào. Cái này có tính là té không? Anh vừa mới bị trừ còn thêm. Có đúng không? Ờ, ăn đi. Hay là anh muốn thêm chà bông vô? Không, không cần thêm chà bông. Bởi vì mình ăn cay được, chứ của mình ăn cay không được không? Các bạn sẽ thấy mình còn cho luôn xem. Anh quay cho em, em không quay cho anh. Hả? Cái này tính là té rồi đúng không? Không. Sao té được? Sao té được? Anh không tin nãy em có té cái gì đâu. Xin hỏi bạn khán giả đi. Nhiều quá rồi, đang cửa luôn nè. Nhà bộ xà bên kia. Giảm dưới á, đúng rồi. Đúng rồi. Lên luôn, đúng rồi, lên luôn. Đúng rồi, lên, đúng rồi, hay. Hay. 10 điểm, anh bị ăn chứ bị ăn mày ơi. Anh đi chơi, nãy giờ là em á, phải cho em chơi. Đúng rồi, chứ bị ăn mày ơi, cố lên. Phải cho em chơi thì anh mới không có ăn mày, hiểu không? Rồi, ok. Ui, nó xém cho mình. Ui. Ok. Đó, đúng rồi, nhảy qua bên đó. Đó, đúng rồi, rồi chạy xét tiếp. Rồi, đó, nhảy. Rồi, tiếp. Đó, nhảy lên. Đó, đúng rồi, đơn giản mà, nhảy xét tiếp. Tính là té rồi đó. Không, còn không có té. Không, là tính là té rồi đó. Đây là tính té đâu. Đó là tính là té rồi, ăn đi. Mặc dù độ cay của mì Quỳnh ít hơn nhưng mà nó lại nhiều mì hơn mình. Tại vì anh ăn nhiều, em ăn nãy giờ chút ít à. À đúng rồi, tại vì tôi ăn nhiều anh em. Rồi đi ra. Anh em coi dân chuyên nghiệp coi mò đường. Đó. Được chưa? Dân chuyên nghiệp đó. Cay không quan tâm đi. Giả bờ quan tâm đi cho vui. Nghe cái giọng vẫn tươi tắn mà, nghe giọng vẫn quay video được anh em ơi. Mình rất cay. Mình sắp chết rồi. Cố lên em ơi. Ờ cái gì à, dù cay đến mấy cũng tan thành mây. Đâu phải là mấy cay đến mấy cũng tan thành mây đâu. Đúng mà. Đâu phải cái lệnh chế nào. Chế rồi chứ. Giờ anh ăn sao, anh ăn từng miếng đi. Không muốn chơi đâu hết này nữa. Bên kia. Cái nhà nhỏ, đúng rồi. Em không muốn chơi cái thử thách này nữa. Giữ xíu xong nhảy lên, giữ xíu ra sát mát xong nhảy lên. Ừ. Không, giữ xíu ra sát góc xong ống nhảy lên, vẫn giữ phím xíu. Ra sát góc rồi hãy nhảy má. Ừ, đó. Ủa, mới biết cái này. Ok. Cái này anh không chạy em nè. Vậy rồi nha, cái đó vậy rồi nha. Em không để ý, em học em quên á. Đó, đúng rồi. Tiếp vào đó luôn, đó, đúng rồi, 10 điểm. Nhảy xuống cái mái nhà, nhảy xuống cái mái nhà. Rồi, đưa mái nhà lên trên kia. Đó, đúng rồi. Sợ cái em. Hay Quỳnh ơi, hay Quỳnh ơi. Trời ơi, ôi giời ơi, tính là té rồi đó. Không. Ok. Nó chưa té. Ok. Đây, hôm nay các bạn sẽ được tận mắt chứng kiến mình. Ok, nhường mình luôn, xuống dưới. Đúng mà, không sai. Đó, ok. Đó, nhường mình luôn, ok. Lên trên. Ở giữa. Đó, đúng rồi, xuống dưới. Đấy. Trời, chơi bắt cua mà phải chỉ từng đường, từng bước vậy hả bà? Mày nhảy xuống làm gì? Ủa? Tức là chết rồi đó, ăn đi nào. Ủa gì à? Đi vậy hả? Ừ, ăn đi nào. Ủa, mất gì, em kêu té mà. Nhưng mà mày nhảy xuống đây là chết rồi. Ăn đi. Ăn đi nào. Woo! Ăn đi. Trong giống tre nè, Ruby ơi. Rồi đúng là em không nên uống nước không? Không, nó đỡ cay hơn đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, nãy nó uống quá trời nước luôn các bạn ơi. Rồi tiếp nè. Đó. Người thông minh là người ta phải đi như thế này. Ờ, ok, đây anh nè. Anh nhất anh rồi. Chứ anh làm sao mà bằng em được. Đấy. Ok, được, anh hay lắm. Con này mình nhảy lên kia được luôn anh em. Ghê ạ? Đó, ghê chứ. Cái này
Trời ơi, tính ra là Hương lắm mới cho vô thử thách này á, chứ không phải ai cũng được rồi vô thử thách này đâu nha. Thử thách này được ăn ngon mặc đẹp vậy còn đòi gì nữa. Ăn ngon không? Ê, mới té phải không? Té đâu té bà. Cái đó là để nhảy xuống lên bắt cua mà. Cái này mới té. Tính ra tôi thể chạy lên luôn mà, tại sao tôi lại lấy đạp. Hay quá. Chị Quỳnh hay quá. Em rồi, em nói gì với em. Dưới đó mà lỗ người bà. Đúng rồi. Rồi bơi lên. Hả? Xuống làm gì để rồi phải lên. Sau lưng. Đó đúng rồi. Em mà là hẳn xuống hố là ba, nãy là anh cười bò luôn. Bên phải, bên trái em, bên trái. Đây phải không? Đúng rồi. Đó, đúng rồi. Hai. Em mà, nãy em thử thôi. Đi hẳn, đi hẳn, đi hẳn, đi hẳn, đi hẳn, đi hẳn. Đúng rồi, bên trái. Nữa vậy? Đó, đúng rồi. Rồi bắt cua đi. Ui. Ui. Ui, đỉnh nha. Ui, đỉnh nha. Ui. Ê. Ok, mình sẽ chăm chú cho Quỳnh, mình sẽ tính là chưa té thôi, cái quả đã té rồi nha các bạn. Không, cái đó chưa té. Không, quả đó là té rồi. Chưa té. Chăm trước, ok. Chưa té. Ok, nói chung là cái quả hồi nãy mình đã trao là té. Không cần chết là vẫn là té nha. Tại vì mắt này nó dễ mà. Chăm chú cho Quỳnh hai quả rồi đó. Ok, rồi. Chưa té. Coi đi, rồi. Lên cái cục màu, bình cái cục kế ra. Ủa? À. Bà leo có một lớp bà đòi nhảy slam. Chưa có nhảy slam. Ủa vậy hả? Ờ, leo lên đó. Đâu, leo lên, đâu. Đó, bà định nhảy vô cục slam đó. Sau lưng. Chưa có nhảy slam được. Té rồi đó, cái này là té rồi nè. Sao ăn chăm trước em luôn cái đi. Nào, chăm trước vậy đó, ăn đi. Để cay mà còn hiếm mới lạnh nữa. Ôi kìa, cay mới lạnh ngay chứ cay là nó nóng mà trời. Nghĩ là em biết rồi, em nuốt trọng á anh. Nó sẽ rất có hại cho đường tiêu hóa nha. Các bạn ăn cơm các bạn không được nuốt trọng nha các bạn. Đừng như Ruby nha. Đấy. Đấy. Dảo ma vậy. Dảo ma chứ. Cái này anh nhảy sao? Ủa? Cái này là chơi làm sao? Nó nhìn gương, nhìn gương, nhìn gương. Nó bị, nó phản chiếu qua đây á, đúng không? Không. Ừ, không hiểu là em chuẩn bị ăn rồi đó. Trời ơi, trời ơi, em khó vậy. Ở đâu dễ mà, vô. Bây giờ em ăn một miếng mì đi rồi anh vô nhảy nha. Bây giờ em ăn một miếng mì đi anh vô nhảy cho em. Không. Đây nè, nhìn nè, nó phản chiếu qua đây thấy không? Cái bụng nằm đây là sau lưng em. Em phản chiếu em giống như sau lưng, đó đúng rồi, không. Đó, nhìn thấy không, này một đường thẳng nè, qua bên đây nè. Nè, đó là cái lóc này bên đây nè, lóc này bên đây nè, đó. Đó, đó nhìn qua bên kia để nhìn phản chiếu ở bên đây. Không là sao nhảy tới đó được bà. Bây giờ em ăn mì đi anh nhảy. Có anh Vũ hả? Bây giờ ăn mì đi anh nhảy. Ok, tại vì cái này mình không biết chảy nên mình sẽ ăn mì. Ôi. Trời ơi, nó ngon. Ngon. Cái đồ ăn là em chứ không bao giờ thích, không bao giờ đụng bao giờ. Đấy, trời ơi. Đơn giản y gì không? Tại sao Quỳnh lại không nhảy đường nhỉ? Anh biết cái tên kênh là gì nhỉ? Nước Ruby. Đó, anh hiểu rồi đó. Ờ. Mà anh cũng đâu có ngờ là em nấp vậy đâu. Thì cái đó là sao mà sao biết nữa. Tại vì em có chơi bắt cua nhiều đâu. Trời ơi, phải chơi bắt cua nhiều lên chứ Quỳnh. Không. Ủa, có gì bắt gì ơi, bỏ tên Quỳnh. Gì? Cua cay. Cái sự nó trộn lẫn nước tương nữa. Thật ra là Quỳnh nó vừa cay cả miệng vị giác đó mà. Vừa cay cả cây tôi đó nè. Cái này sao em nhảy. Em chó mát đi mình. Anh ghét em anh nói đại đó. Bởi vì anh biết em không nhảy đường nên anh mới nhảy với em nè. Bây giờ tôi biết mà nhảy không được. Tôi nhảy với bà này mà đồ gì nữa bà. Thì đang đói bụng mà ăn mì này vô rồi xin đau bụng luôn anh. Ồ, thấy xíu nữa muốn là đi ra Sài Gòn cây mua mì khác không? Không, em mình là mình không muốn ăn nữa các bạn, mình muốn đi ngủ là được rồi đó. Mình là mình đi kích thân với các em tuần cầu. Ui ôi, cho em té nha. Để lên mấy cục đỏ đó đúng rồi. Được không? Hớt anh đi, nghe giờ em. Bây giờ là Ru rồi, Ru phải cố gắng, Ru không chết chứ Ru mà chết là Ru sẽ bị ăn mì. Anh mất
quá trời. Không. Vậy mình nước vô nó ăn nó cay hơn bà. Ngon quá. Trời ơi. Bây giờ anh biết không? Mẹ em dạy em á là muốn mà nói được nỗi đau mà nói cay thì mình hãy làm đau người khác. Không, em biết giờ ông vợ anh sẽ ăn. Em cho mày ăn thôi Bình ơi. Nói cay. Đây ông kia. Ủa anh té rồi, té rồi. Thôi, châm trước đi. Bên kia là cho mấy mình đó. Kỷ lục thế giới, kỷ lục thế giới do bắt cua đúng một giây ăn mày luôn. Đây nha các bạn. Ok, nào bây giờ tới anh. Rất là cay. Nó không cay. Làm gì lăn lên mà lớn như vậy? Mà bây giờ mà em mà uống nước vô nó sẽ càng là thảm họa. Không được rồi. Em sẽ cho nó thành thảm họa. Ok, rồi mình qua được rồi. Không sao Quỳnh ơi, anh đang cố gắng nhảy hết mức có thể đây. Em yên tâm, có anh lo má này cho em rồi. Yên tâm anh em, mà ví dụ xíu nữa mà hết video mà còn mì mình sẽ để vô quăng hết nha anh em. Chuyện vậy còn em quá à, thì là tô mì em, của em mà em chỉ hứa là em sẽ ăn mì ở trong cái lúc quay cho anh thôi. Ờ vậy tức là xíu nữa hết video là Quỳnh sẽ để anh em. Ừ đúng rồi, đem tô mì đi luôn để em. Kỳ quá vậy, em mới ăn hết chứ trời, gót mì ra phải ăn hết chứ. Ừ. À. Yeah. Mẹ em dặn là nếu mà em đang là đau đớn tột cùng. Đau đớn tục cùng thì em mình chuẩn bị được ăn mì nữa rồi. Em nhận ra em sai lầm rồi anh. Em uống nước vô nó cay hơn đúng không? Cố lên đừng để té, giờ không muốn ăn cay đừng để té. À, ok. À, để coi nào, để coi Quỳnh như nào đây. Ui. Ui. Không té, không té là không té. Được. Tại vì em chứ phải chịu đợi rồi. Đừng bút sức mạnh này, đừng bút sức mạnh này, đừng bút sức mạnh. Em sắp hết chịu nổi rồi. Nó rất cay. Ôi nhưng mà tôi ăn đồ cay nó sẽ bị ngứa làm bằng tay anh em ạ. Oh my god. Em không phải là nó cay mà là em uống nước rồi. Nó rất cay. Uống nước làm cái gì đã bảo rồi, ăn mì cay mà còn uống nước. Mì uống nước rồi. Sẽ giảm cay cho em rồi. Ê! Thật ra tôi té rồi mình khóc. Anh ơi, mới ăn mỹ à anh. Anh ơi, tôi ăn thể đậm mà. Tôi sợ biết gì vậy. Đó anh em, hết video này tôi sẽ đi mua sữa cho mình. Ok. Rồi. Trời ơi trời. Không sao, các bạn biết gì không? Sắp hết mì rồi. Tại vì anh biết gì không? Hết mì là sẽ kết thúc video anh. Đúng rồi, nên là ăn đi. Mình sẽ cố gắng ăn thiệt là nhiều các bạn. Để cho video nó kết thúc nhanh nhanh. Rồi ok. Chúng ta hãy bắt đầu đến với người chơi tiếp theo nè. Tôi phải cố gắng nhảy cẩn thận lại anh em ạ. Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Tôi còn có 1 miếng thôi chúng ta ăn hết quá. Chết rồi, tôi ăn nhiều tôi cảm thấy nó cay đây mà. Cái gì nữa anh? Trên này chưa điểm luôn rồi xin. Thôi em hay nhảy xuống cái cục ở dưới mà quên. Sao anh nói trước rồi? Sao anh không nói trước tương lai là em ơi, em hay nhảy xuống cái cục ở dưới. Các bạn thấy không nãy, đây là mì nè. Gu đang trả thù vì hồi nãy mình nào quýnh con mẹ đây. Gì vậy? Sao mày nhảy vô đây? Ok. Con sao? Chúng ta sẽ không ăn mì nữa đâu. Chúng ta sẽ ăn liền nhiều mì. Đúng rồi. Anh nát quá. Có ai nói anh nát bao giờ? Không, chưa ai nói anh nát. Vậy em nói nè. Anh rất nát. Không sao, nhưng mà bây giờ anh sẽ không để em ăn mì nữa đâu. Với điều kiện em đừng có đẩy ghế. Em đẩy ghế em ăn mì nữa đó Quỳnh. Ủa vậy hả? Em đẩy ghế em ăn mì nữa đó Quỳnh. Trời ơi, ai biết đâu là em biết được dịch để em xem cái gây cứng không. Anh không được cái gây cứng đâu, gây cứng quá là em ăn mì tiếp đó, là anh em mình ăn mì nữa đó.
Bây giờ mình sẽ cố gắng mình chơi cẩn thận hết mức có thể để gọi là Quỳnh với mình không phải ăn mì nữa anh em. Đã còn mì đâu anh ăn mì lắm, thấy bé đúng là người anh em. Cho ông lại nắng vàng của anh. À không, chỉ có cái lá lấy được thôi, còn cái lá kia không được đâu, lá nhỏ không được đâu, lá to thôi. Này hả? Đúng rồi, lá to thôi. Lên mày. Nó không tính nhanh anh. Thôi bây giờ anh nhảy với em qua đoạn này đi ha. Đó, ok. Ồ, đây. Đó, qua đây cho Quỳnh nhảy dễ dễ anh em. Đây là cái thở trường của Quỳnh nè. Đúng rồi, cái này là thở trường của em này, chị đã biết rồi á. Thật ra này là thở trường của tất cả mọi người. Slam. Ờ, khỏi Slam đi. Slam đó. Đó, bây giờ là Slam nè. Ê, tôi đang muốn kết thúc khổ đau sớm anh em mà. Chứ tôi hết mì rồi, giờ tôi ăn ké mì của Quỳnh. Đấy. 10 điểm cống hiến, trời ơi. Ok. Đấy. Đấy, 10 điểm cống hiến. Sai. Ok, chúng ta đang đi tới bước cuối cùng rồi anh em ạ. Chuẩn bị hết máu rồi. Oh my god, chuẩn bị hết máu rồi. Sao hết máu rồi Quỳnh ơi? Hình như là cũng hết mì luôn rồi đúng không? Quang. Hả? Từ từ. Gì? Tự nhiên nãy giờ em đang ngồi em coi nè, em nhìn anh luôn. Em quên mất đây là Mika. Tự nhiên anh ngưng vậy. Tự nhiên em đang ngồi coi cuốn ha. Ngồi thêm tại vì màn hình cuốn luôn là to mà thêm rất là cuốn luôn. Mình không còn cảm nhận được nỗi đau. Cái sự cay nữa thiệt. Cay lắm rồi Quỳnh, cay lắm rồi. Oh my god. Rất cay luôn. Thấy sao Quỳnh? Thấy cảm giác tự mình ăn cay trong tự mình như nào Quỳnh? Ôi, cái đúng bánh rồi các bạn ơi. Yes. Ôi, mình ăn hết rồi Quỳnh. Khổ quá. Tôi cảm giác rất là cay nhưng mà sẽ ăn nhiều quá. Ở là anh sẽ đau bụng. Tao hát sẽ được ăn. Ok, anh em mình đã được chúng ta ngày mai là kết thúc rồi. À, cảm ơn bạn đã thấy video này và hẹn gặp lại những video kế tiếp. Và nếu như bạn thấy bạn đừng quên đăng ký cho kênh video này nha. Và gặp lại. Bye bye. Ta dù trên bờ vai nhau mỗi ngày, hãy hướng thật xa về tương lai kia.